Sau 3 ngày nghiên cứu và chế tạo, mới đây, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ thuộc Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã cho ra mắt buồng khử khuẩn toàn thân di động. Buồng khử khuẩn toàn thân được Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ phối hợp với Trường Đại học Bách khoa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu và chế tạo. Buồng khử khuẩn được vận hành theo cơ chế bơm tách phân tử nước dung dịch sát khuẩn thành dạng phun, cho phép khử khuẩn nhanh trong 30 giây và có thể phục vụ hơn 1.000 người một ngày. Thích hợp đặt ở những nơi có yếu tố nguy cơ cao như khu vực cách ly nghi có người nhiễm bệnh, bệnh viện, siêu thị, sân bay, trường học. Đợt này có 3 buồng khử khuẩn được đưa vào sử dụng đặt tại Thành đoàn và Viện Y Dược học Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian tới, trung tâm sẽ tiếp tục nghiên cứu, cải tiến buồng khử khuẩn, đưa vào sản xuất quy mô, phục vụ nhu cầu phòng dịch cấp bách của thành phố và các tỉnh phía Nam.